Chào thầy và tất cả các bạn, em tên là Lưu Kỳ Hoan, mã số sinh viên là CUV019HP12. Thì ở các buổi học trước và cái bộ môn là tâm lý học thì em có nói về cái quan điểm của cá nhân em và cái những thứ mà em tìm hiểu được. Và cái câu hỏi là trong con người chúng ta có tồn tại cái con người thứ hai không? Thì có nhiều quan điểm cho rằng là có con người thứ hai và có rất nhiều quan điểm là không có con người thứ hai. Thì những cái quan điểm đó thì em không thể phủ nhận được là có hay không, vì mỗi người có một quan điểm và cái gọi tư tưởng của người ta tin rằng là có hay không thì mình không thể là phủ nhận, chắc chắn là mình không thể áp đặt được cái quan điểm của mình là bắt buộc người ta phải tin là có, hay bắt buộc người ta phải áp đặt lên mình là bắt buộc phải tin trong con người chúng ta là không có cái con người thứ hai, mình chỉ là mình. Thì có rất nhiều cái quan điểm cho rằng là trong con người chúng ta bao gồm là thả hồn và thả phách. Thì có một số quan điểm lại cho rằng là trong con người chúng ta cũng bao gồm là cơ thể vật lý và ba hồn bảy vía. Thì có quan điểm của em thì cho rằng là chúng ta có hai con người là một cơ thể vật lý và cái con người tiếp theo là cái con người cảm xúc. Thì đấy là cái quan điểm của em, thì không không thể nào có thể là áp đặt lên tất cả mọi người là phải tin rằng là trong chúng ta có hai con người bao gồm là cơ thể vật lý và cơ thể cảm xúc của mình. Thì tất cả các quan điểm đều có cái ý đúng trong một số trường hợp và có ý sai trong một số trường hợp. Thì tất cả các quan điểm đó đã được đưa ra thì đã được chứng minh là nó sẽ đúng ở trong một số trường hợp nhất định và sẽ sai trong một số trường hợp nhất định, nên chúng ta không thể nào áp đặt nó lên tất cả các quan điểm của người khác được. Mà cái quan điểm đấy của người nào nghĩ ra hay là người nào tin rằng nó là có thật thì người ta vẫn cứ tin rằng nó là có thật, chứ không thể là chúng ta nói mà người ta phải tin hay là người ta nói là mình phải tin người ta. Thì bây giờ thầy có cho là cái quan điểm của thầy cho rằng trong con người chúng ta bao gồm là 6 cơ thể. Thì đầu tiên là cơ thể vật lý, tiếp theo là cơ thể cảm xúc. Thứ ba là cơ thể lý trí, thứ tư là cơ thể ý chí. Thứ năm là cơ sở luân lý đạo đức và cuối cùng là cơ thể và linh hồn. Thì cái này là quan điểm của thầy, thì bản thân em thì cũng nghĩ nó cũng có thể là áp đặt lên được cái bản thân mình vì nó cũng có phần đúng và cũng có phần sai. Thì hôm nay em xin nói trước hai phần, đó là cơ thể vật lý và cơ thể cảm xúc. Thì đầu tiên cơ thể vật lý là gì ạ? Cơ thể vật lý là bao gồm là chân tay tai mắt mũi miệng, thì là những thứ chúng ta có thể nhìn thấy chạm thấy và hầu như ai sinh ra thì đều có cái cơ thể vật lý. Có người thiếu hoặc là có rất nhiều người sinh đã sinh ra mà đã phải là thiếu cái cơ thể vật lý của mình, viện thiếu tay thiếu chân hay thiếu tai mũi mắt miệng. Thì những người đó sinh ra là mang một cái khuyết điểm của bản thân, thì đó là cái cơ thể vật lý, là em tìm hiểu được là cơ thể vật lý là bao gồm tất cả những thứ đó. Tiếp đến là cái cơ thể và cái cảm xúc. Thì cái cơ thể và cảm xúc này là những cái thứ mà ở bên trong chúng ta, mà những thứ mà chúng ta gọi là những thứ mà chúng ta được mang lại những cảm xúc, ví dụ là vui buồn hạnh phúc hay gì đó. Thì những thứ này là đã được có những cái cảm xúc vui buồn hay hạnh phúc thì có chúng ta phải phụ thuộc vào cái cơ thể và vật lý. Ví dụ như chúng ta được chạm vào thứ gì mà chúng ta thích thì chúng ta cảm thấy là vui vẻ happy với nó, hoặc là chúng ta chạm vào những cái thứ mà chúng ta cảm thấy là gây sợ với nó thì cảm xúc của chúng ta với cảm giác của chúng ta lại mang một cái thứ khác gọi là run sợ, và cái cảm xúc của chúng ta gọi là thấy khó chịu. Thì đó nó có liên quan đến với nhau, nếu mà muốn cảm xúc thì phải có là vật lý và muốn cơ thể vật lý và phải có cảm xúc. Ví dụ như chúng ta muốn tiếp xúc với một người mà chúng ta không có cảm xúc thì chúng ta không hề muốn tiếp xúc với chúng ta tiếp xúc với người đó thì chúng ta không thấy cảm cảm cái có cái cảm xúc gì để có thể tiếp xúc với người ta. Hoặc là có một người mà chúng ta cảm thấy là lại gần người ta hay là nói chuyện với người ta, tiếp xúc với người ta thì chúng ta cảm thấy là vui vẻ happy, thì chúng ta luôn luôn muốn được cái cảm xúc cảm giác đó và luôn luôn muốn chạm vào được cái người ta. Hoặc là có một những thứ là chúng ta gọi là cái cảm xúc để dẫn dẫn đường đến cái gọi là cái hành động của cơ thể vật lý chúng ta. Ví dụ chúng ta muốn gọi là chúng ta muốn một lần được sờ vào một thứ gì đó, thế cái cảm xúc của chúng ta là trước khi chúng ta sờ vào được một cái vật đó thì chúng ta luôn mường tượng ra cái cảm xúc của chúng ta là khi chạm được vào cái đó chúng ta sẽ như thế nào thế nào. Thì chúng ta khi chạm được vào cái đó, một là có thể là khiến chúng ta cảm thấy thất vọng tràn trề, hoặc là có thể cả
khiến chúng ta cảm thấy là hạnh phúc một cách mãnh liệt. Thì đó hai thứ và con hai thứ con người là con người về cảm xúc và con người về lý trí. Cảm cơ thể vật lý nó sẽ có gọi là thứ tương quan lẫn nhau. Thì tiếp đến đó là cái sáu con người này nó người ta sẽ nổi trội hơn về cái phần nào đó. Ví dụ một số người sẽ nổi trội về con người về cảm xúc, là người ta sống về một cái thứ gọi là cảm xúc mãnh liệt, người ta tận động thì là có cảm xúc mãnh liệt lên. Người ta xem một bộ phim, mà ví dụ mình không phải là con người sống về cảm xúc nhiều, thì mình xem phim dù còn, nếu có một bạn gọi là sống sống về cảm xúc, thiên về cảm xúc hơn, bạn xem phim đó bạn khóc thút thít, mà mình là một con người ví dụ không sống về cảm xúc nhiều, hay là mình phát gọi là có một thứ về, ví dụ là mình bản thân cơ thể vật lý mình phát trội hơn, thì mình cảm thấy là chả có gì mà phải đáng khóc, thì mình không thể nào nói thẳng với người ta là làm gì mà có gì phải đáng khóc, vì cái trội của người ta là về cảm xúc, cái con người cảm xúc người ta trội hơn, và cái vì mình không có cái vì mình cái con người và cảm xúc mình không được trội như người ta, thì mình cảm không có nhiều cảm xúc hay là không có nhiều xúc cảm như người ta, thì mình không thấy gọi là xúc động hay gì gì đấy, mình cũng thấy bình thường thường thôi. Hoặc là có cái nếu mà con người ta sống nhiều và cái cảm xúc, hay là người ta trội và cái cảm xúc hơn, thì dễ bị những người khác gọi là lắm được cái thóp đấy để người ta có thể điều khiển. Ví dụ như là các nước Triều Tiên thì người ta đã đánh vào cái cảm xúc của nhân dân, đó là cái ông Kim Jong Un, ông ra một cái điều lạ là khi mà gặp ông ấy, dân nhân dân hay là những người mà gặp ông ấy mà không khóc thì tất cả đều phải là mang đi xử bắn hay là phải giết chết. Thì đó là đã đem đem cho cái nhân dân, cái lệnh của ông ta đã đem đến cho cái nhân dân gọi là cái cảm xúc sợ hãi, cứ mỗi khi gặp ông ta là bắt buộc là phải khóc, dù có muốn hay không thì chắc chắn là phải khóc để giữ lại cái tính mạng của người ta. Cái cảm xúc sợ hãi và cái cảm xúc là muốn được sống thì người ta sẽ phải tự khóc ra. Thì cứ mỗi khi gặp ông ý là nhân nhân dân hay những người gặp tự tuôn nước mắt, không biết không hiểu tại sao mà mình lại tự khóc được cái như thế đó. Thì đó là một cái thứ gọi là người ta kiểm soát được cái cảm xúc của mình, người ta xem gọi là điều khiển mình để mình không thể nào là kiểm soát được nó. Mình cố gắng muốn kiểm soát nó nhưng mà cái cảm xúc mình lại phải bắt buộc phải làm theo cái thứ đó. Hoặc là có một số nước, ví dụ nước người ta đào tạo sát thủ, thì người ta sẽ nuôi đứa lớn một đứa trẻ và đưa vào những cái gọi là những thứ sát thủ các thứ liên tục vào người nó, vào cái tâm trí của nó, vào cảm xúc của nó. Người ta sẽ đánh liên tục vào cái cảm xúc của người đó, cho cảm xúc vào nó để cho nó cảm thấy là giết người không cảm thấy là ghê sợ hay là kinh tởm gì đó. Người ta sẽ đưa vào là giết người mang cảm xúc vui vẻ hay happy mà thích giết người, thì cái nhưng trường đào tạo sát thủ đó người ta sẽ chạm muốn đào tạo được một người, người ta sẽ nuôi lớn từ nhỏ, từ khi sinh ra người ta bắt đầu dạy và người ta tiêm tiêm những thứ đã thứ lời nói hay là những cảm xúc đó để cho những đứa trẻ dần dần từng ngày một nó tiếp xúc nhiều với thứ đó, và lớn lên nó sẽ hành động một cách vô thức, nó biết là cái đấy không đúng nhưng mà nó vẫn muốn làm và nó phải làm, vì nó không làm thì nó sẽ phạm vào một điều gì đó. Vì những trường sát thủ nó sẽ có một cái quy luật riêng của nó, nếu mà ví dụ người ta đã xác định và tham gia vào cái trường sát thủ mà người ta không tuân thủ theo cái mà trường nó đề ra, thì một là bắt buộc là phải rời khỏi cái trường đó, hai là phải chết. Thì nó sẽ đánh vào cái tâm lý chung của tất cả mọi người trong đó là bắt buộc phải giết người đó để giữ lại cái mạng sống của mình. Hoặc là một cái trường hợp như bạn bị chó cắn, cái cảm xúc của bạn là lúc đấy tức giận hay là đau các thứ, và cơ thể con người là cơ thể vật lý cảm thấy đau và cảm xúc thì tức giận. Nếu mà bạn kiểu không thiên vào cái cảm xúc thì bạn đã không đào nó ra, còn bạn thiên vào cảm xúc là bạn tức giận nó, bạn phải đá nó để hả giận, biết là đá nó mình đau chân vẫn đau chân mà mình cũng chả giải quyết được cái cảm xúc của mình, là mình đã đau sẵn rồi mình đá nó vẫn thế thôi, mình cứ cạo nó cũng được. Nhưng mà đấy đấy là cái gọi là hành động vô thức của mình, là bắt buộc là phải đá nó ra. Thì
Đó là cái bài tìm hiểu của mình, thì có gì thì comment bên phía dưới để mình có thể hoàn thiện bài tốt hơn. Cảm ơn.